lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình thọ dụng đoàn thực thân có các thứ đại tiểu tiện máu mủ hôi thối thật đáng chán bỏ này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy thấy việc đó rồi, nghĩ thế này, ta nên làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình, thọ dụng đoàn thực như thế, khiến trong thân họ không có các loại dơ uế. Đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện, ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các hữu tình đều cùng thọ dụng món an diệu pháp hỷ. Thân thể thơm sạch, không có các việc đại tiểu tiện dơ uế. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này, mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu đủ sáu phép ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không ánh sáng, có làm việc gì phải nhờ đến ánh sáng bên ngoài. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thấy việc đó rồi, nghĩ thế này, ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến rời bỏ thân không ánh sáng như thế, đã nghĩ vậy rồi, phát lời nguyện. Ta phải tinh cần, chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta thân các loài hữu tình đầy đủ ánh sáng chẳng nhờ ánh sáng bên ngoài này thiện hiện đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này, mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu đủ sáu phép ba la mật đa, thấy nơi cư ngụ của các hữu tình có ngày có đêm, có tháng nửa tháng, thời tiết số năm chuyển biến chẳng thường. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thấy việc đó rồi, nghĩ thế này, ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến chỗ ở của họ không có ngày đêm và các việc thay đổi. Đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép Ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi Phật của ta không có ngày đêm và tháng nửa tháng, thời tiết năm số cho đến không có từ ngày đêm vân vân. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này, mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa thiện hiện có Đại Bồ Tát tu đủ sáu phép ba la mật đa, thấy các hữu tình tuổi thọ ngắn ngủi, này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình chiến xa lìa tuổi thọ ngắn ngủi như thế đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta tuổi thọ của các loài hữu tình dài lâu khó biết kiếp số này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột